Thưa quý vị và các bạn, sách Hạt giống tâm hồn của nhà xuất bản First News Trí Việt ra mắt vào năm 2002 đã trở thành một hiện tượng trong ngành xuất bản khi luôn đứng đầu các bảng xếp hạng sách bán chạy nhất. Lấy ý tưởng từ những câu chuyện đầy tính nhân văn và giáo dục trong cuốn sách này, nhà sản xuất, nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nhâm Minh Hiền đã bắt tay thực hiện dự án phim cùng tên sẽ chính thức lên sóng truyền hình từ ngày 1 tháng 4 tới. Giai đoạn 1 của dự án gồm 30 phim ngắn do nghệ sĩ ưu tú Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn, có độ dài từ 18 đến 25 phút dựa trên những câu chuyện có trong cuốn sách Hạt giống tâm hồn để lan tỏa giá trị sống đẹp. Mỗi câu chuyện được biên tập lại từ cách xây dựng nội dung kịch bản, hình tượng nhân vật đến tuyến tâm lý, tái hiện với một góc nhìn mới, truyền tải những thông điệp ý nghĩa tốt đẹp trong từng khía cạnh tâm tư của mỗi con người. Giai đoạn 2 với 60 tập phim do Nguyễn Minh Cao làm đạo diễn cũng đã hoàn thành khâu chọn diễn viên và sẽ bấm máy trong thời gian tới. Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi!